Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau. Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau bão, khôi phục sản xuất, đảm bảo đi vào hoạt động ổn định sớm nhất. Hải Phòng nỗ lực khôi phục mạng viễn thông, đảm bảo thông suốt liên lạc cho người dân. Bắc Giang đảm bảo thống kê chính xác thiệt hại từ thiên tai, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành khôi phục sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đi qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của các đơn vị trong cụm công nghiệp. Với tinh thần chủ động, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng khắc phục sự cố, khôi phục sản xuất, đảm bảo đi vào hoạt động ổn định sớm nhất. Công ty cổ phần cơ điện Cẩm Phả là một trong 117 đơn vị trong cụm công nghiệp Cẩm Thịnh chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3. Nhiều cơ sở vật chất của công ty bị hư hỏng, hệ thống máy móc linh kiện bị ngập và việc bị mất điện ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Ngay khi cơn bão đi qua, từ khi được cấp điện trở lại đến nay, công ty vừa duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo tiến độ đơn hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vừa tiếp tục khôi phục cơ sở vật chất bị hư hỏng. Hiện tại thì là đã đi vào sản xuất cơ bản là ổn định, còn cái số người khắc phục hậu quả thì vẫn đang tiếp tục bố trí người để khắc phục. Còn bộ phận sản xuất chính thì là đã đi vào là hoạt động sản xuất chính. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cố gắng là phấn đấu để đáp ứng được cái kế hoạch mà đã đề ra từ đầu năm 2024. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hầu hết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều mất điện toàn bộ. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất sớm đi vào hoạt động, chủ đầu tư các cụm công nghiệp phối hợp với ngành điện sớm cấp điện tới cụm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng chủ động lên phương án thuê nhân công thay thế cột điện, sứ và đường dây bị hư hỏng trong cụm để sớm cấp điện ổn định cho các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở thứ cấp sản xuất trở lại. Ngay sau bão đi, bão tan ấy, thì công ty đã lập tức là cho sửa chữa đường điện, rồi sửa chữa trồng lại cây xanh. Đến hôm nay thì là toàn bộ cái điện của cụm công nghiệp Cẩm Thịnh thì đã cung cấp điện cho các nhà sản xuất từ hôm thứ Hai, và hôm nay là xong hoàn toàn. Cái cơn bão gây thiệt hại rất là lớn cho trong cụm công nghiệp và toàn thể dân tỉnh Quảng Ninh nói chung. Thì là ban quản lý cụm công nghiệp rất là quan tâm đến cái nhà xưởng thứ cấp ở trong cụm công nghiệp và đã nhanh chóng khắc phục phục hồi lại cái đường lưới điện để cho các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp được hoạt động lại trở lại sớm. Việc các doanh nghiệp, cơ sở đơn vị, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhanh chóng ổn định sản xuất trở lại không chỉ đảm bảo việc làm, doanh thu, tăng trưởng mà còn đóng góp tích cực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2024 ở mức 2 con số. Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có trên 12.700 hộ dân đang vay vốn tín dụng chính sách xã hội với tổng dư nợ 741 tỷ đồng bị thiệt hại bởi cơn bão số 3. Đối với các hộ này, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Ninh sẽ tạm dừng thu lãi đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cùng với đó, bằng nguồn vốn trung ương và địa phương, tính từ ngày 9 tháng 9 sau cơn bão số 3 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho 1.620 hộ vay vốn với số tiền là 108,7 tỷ đồng. Trong đó có nhiều hộ dân bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 được vay vốn để khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế. Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục tập trung nguồn vốn để ưu tiên giải ngân cho vay, gia hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho các khoản vay đến hạn từ tháng 9 năm 2024 đối với các hộ dân khu vực địa phương bị ảnh hưởng bởi bão. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng sớm hoàn thiện tờ trình dự thảo nghị quyết về hỗ trợ lãi suất cho vay và chính sách cho vay bổ sung. Bão số 3 đã làm đứt 1.200 km cáp của VNPT tại Hải Phòng. Cùng với đó, mạng cố định đứt hỏng khoảng gần 800 km cáp quang các loại phải thay thế. Nhiều trạm BTS bị gãy đổ, hạ tầng viễn thông bị hư hỏng nặng, nhu cầu kết nối liên lạc tăng cao, đòi hỏi khẩn cấp nguồn nhân lực hỗ trợ thêm cho địa bàn Hải Phòng. Trước tình hình đó, từ ngày 8 tháng 9, tập đoàn VNPT đã điều động tăng cường cho Hải Phòng gần 200 cán bộ nhân viên để đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt liên lạc cho người dân.
Có mặt tại Hải Phòng từ ngày 11 tháng 9, 8 thành viên của VNPT Tây Ninh những ngày qua đã cùng với các nhân lực của Trung tâm Viễn thông 4 Viễn thông Hải Phòng tới từng hộ dân để ứng cứu hỗ trợ khắc phục hạ tầng mạng lưới viễn thông. Đối với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nghĩa cử và là phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết của tập đoàn VNPT. Công việc chính của đoàn Tây Ninh thì đi hỗ trợ anh em của tổ kỹ thuật An là một Tây Ninh và một anh em ở bên tổ đi đến nhà là khắc phục những cái sự cố mà khách hàng đã mất mạng là đã sử dụng lâu và đã khôi phục lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Đoàn 8 người thì là mỗi là chia ra là 8 địa bàn, mỗi địa bàn là một kỹ thuật và một kỹ thuật của bên Hải Phòng. Rất là cảm ơn anh chị em đồng nghiệp của tỉnh Tây Ninh. Khi một đơn vị trong nội bộ của tập đoàn mà có sự cố và do thiên tai địch họa, các đơn vị đã có sự vào cuộc ủng hộ cũng như là hỗ trợ các cái đơn vị, đặc biệt là đối với Hải Phòng là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nhất của cơn bão số 3. Thì đối với Tây Ninh thì anh em Tây Ninh đến đây thì chúng tôi cũng đã có những cái tổ chức bố trí nó phù hợp với lại cái công việc của anh em khi được tăng cường. Không chỉ có Tây Ninh, đợt này còn có 190 nhân viên kỹ thuật có trình độ và tay nghề cao đến từ 27 tỉnh thành phố đến hỗ trợ Hải Phòng với nhiệm vụ chính như kỹ thuật địa bàn, kỹ thuật ứng cứu thông tin nhà trạm, kỹ thuật hạ tầng mạng lưới, kéo cáp. Trong những cái ngày qua đấy thì nhà tôi không có internet, không có mạng. Ngày hôm nay coi như là ở trong đoàn Tây Ninh ra hỗ trợ, coi như tất cả bà con có mạng internet này, chúng tôi rất là vui mừng và sung sướng. Tính đến hôm nay, VNPT Hải Phòng đã khôi phục được trên 95% các trạm phát sóng trên toàn địa bàn, tối ưu đảm bảo vùng phủ sóng Vinaphone trên toàn thành phố. Một số trạm hư hỏng do gãy đổ cột, đơn vị đã lập phương án triển khai xử lý. Về dịch vụ internet, hiện các khu vực nội thành đã bảo đảm kết nối thông tin liên lạc trở lại cho hơn 96% số thuê bao. Với sự hỗ trợ rất lớn từ lực lượng tham gia ứng cứu của các tỉnh thành phố bạn, VNPT Hải Phòng quyết tâm khôi phục 99% số thuê bao internet trong tuần này để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ khách hàng và nhân dân. Thưa quý vị, thời điểm này cùng với việc tập trung hỗ trợ người dân sản xuất khắc phục thiệt hại do bão số 3, thì chính quyền các địa phương trong tỉnh Bắc Giang cũng đang nhanh chóng triển khai thống kê thiệt hại từ bão số 3 với mục tiêu đảm bảo nhanh nhất, chính xác nhất con số thiệt hại từ thiên tai, qua đó góp phần cho công tác chỉ đạo điều hành khôi phục sản xuất. Với hai trại chăn nuôi vịt thương phẩm, cơn bão số 3 vừa qua đã khiến cho hơn 5.000 con vịt của gia đình ông Sắc bị chết do nước lũ dâng. Dù thiệt hại không nhỏ, thế nhưng để kịp cho lứa mới, ngay sau bão, công tác khắc phục để chuẩn bị cho tái đàn khôi phục sản xuất đã được gia đình ông triển khai nhanh chóng. Sau bão thì bây giờ tôi cho công nhân là dọn dẹp khử trùng triệt để chuẩn bị để tái đàn, để khắc phục. Cái chuyện này bây giờ đang nỗ lực. Thời điểm này công nhân nó cũng không có, thậm chí phải lấy cả các công nhân nơi khác về để tăng cường cho mình. Thực ra chúng tôi là người là hộ gia đình chăn nuôi thì làm nông nghiệp nó rất là khó khăn. Mà thiên tai đến thì cũng rất là mong sự quan tâm của nhà nước để mà hỗ trợ chúng tôi được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mỹ An là xã vùng trũng nằm sát rìa sông Lục Nam. Bão số 3 vừa qua cũng đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản và sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trong xã. Để xác minh chính xác con số thiệt hại do bão số 3 gây ra, chính quyền địa phương đã thành lập các tổ chỉ đạo khắc phục thiên tai xuống từng hộ dân kiểm kê, xác minh thiệt hại. Khó khăn đối với lại địa phương là các hộ trên địa bàn xã là rộng. Thế có nhiều cái mảnh đất rồi là cái ruộng vườn là ở cái vị trí khác nhau. Thế do vậy là cái sự di chuyển đến để kiểm tra thực tế nó cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Thế do vậy mặc dù là như vậy nhưng chúng tôi cũng đang tiến hành xúc tiến là đẩy nhanh cái tiến độ để làm sao kịp cái số liệu nhanh nhất để gửi về ban chỉ đạo huyện và tỉnh. Bão số 3 gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp của bà con huyện Lục Ngạn. Để có con số chính xác nhất về thiệt hại, có phần giúp cơ quan cấp trên nắm bắt tình hình thực tế, từ đó có biện pháp chỉ đạo khôi phục sản xuất phù hợp, hết sức quan trọng. Vì thế, cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện đã tích cực phối hợp với các địa phương để nhanh tiến độ xác minh thiệt hại. Cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho Ủy ban huyện thành lập 10 tổ để xuống các cái xã thị trấn để hướng dẫn cùng các xã thị trấn là thống kê rà soát các cái thiệt hại về cây trồng vật nuôi và
Trong đó thì phân công mỗi một tổ là 2 đến 3 người cơ quan chuyên môn của huyện xuống cùng tập trung đối với xã để rà soát chính xác và thống kê và hướng dẫn các xã là thực hiện theo đúng cái nghị định 02 của chính phủ. Cơ quan chuyên môn chúng tôi cũng đã có thành lập 3 đoàn công tác. Trong đó là có phân công 10 cán bộ kỹ thuật phụ trách, mỗi cán bộ kỹ thuật là phụ trách một huyện, hướng dẫn người chăn nuôi cũng như là các cái xã, phường, thị trấn để thống kê chính xác cái số lượng vật nuôi thiệt hại sau bão. Trong đó thì đối với lại chăn nuôi hiện nay thì chúng tôi đang tập trung chỉ đạo thống kê đối với lại đàn gia cầm, đàn gia súc và có cái biện pháp mà kỹ thuật hướng dẫn người chăn nuôi để khắc phục và chuẩn bị cái chuồng trại vào đàn để chuẩn bị cái nguồn cung thực phẩm cái dịp cuối năm. Tỉnh Bắc Giang cũng đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại bão số 3 một cách nhanh nhất, chính xác nhất, để từ đó cơ quan thường trực có báo cáo tổng hợp thiệt hại bão số 3, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là việc rút ra bài học kinh nghiệm trong ứng phó thiên tai. Sau bão lũ, các địa phương ở tỉnh Hải Dương đang khẩn trương tiến hành tổng vệ sinh môi trường. Ở những nơi bị ngập úng ngay khi nước rút, ngành y tế tỉnh phối hợp với các địa phương và hướng dẫn người dân xử lý môi trường, đặc biệt là chú ý phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Tại các địa phương, chính quyền cùng người dân đã và đang tập trung cao độ cho việc khắc phục hậu quả sau bão, lũ, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, rác thải. Ở thành phố Hải Dương, qua giám sát y tế, hiện có 2 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động ở 2 xã Quyết Thắng và Tiền Tiến. Trước nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết và một số dịch bệnh truyền nhiễm khác có nguy cơ bùng phát, vấn đề vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được thành phố đặc biệt quan tâm. Trạm y tế các phường, xã đã ra quân cùng với người dân dọn dẹp vệ sinh và xử lý môi trường phòng chống dịch bệnh sau bão lũ ngập úng. Chúng tôi thấy là đây là một rất là thiết thực và sự quan tâm ở trên rất là đúng lúc. Mới chiều hôm qua nước rút hết thì hôm nay là cán bộ y tế và các ban ngành ở trên thành phố, trên phường đã xuống làm việc này. Thì chúng tôi là đây cũng là để cho chúng tôi là vững lòng tin đối với chính quyền. Tại thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng, chính quyền và người dân ra sức khắc phục nhà cửa hư hỏng và thu dọn cây bưởi bị đổ, gãy sau bão, đồng thời tiến hành xử lý môi trường. Cấp phát cho các hộ mà những chỗ nào mà ngập lụt để có thể là về vệ sinh tại gia đình và lau chùi trong gia đình và phun những cái chỗ nào nó có thể mầm bệnh nó phát tán, và chúng tôi cũng tuyên truyền cho vệ sinh môi trường để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm, chống các bệnh nị, bệnh tiêu chảy và nhất là các bệnh sốt xuất huyết. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, hiện nay nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau bão lũ và ngập úng là rất cao nếu không xử lý môi trường đúng hướng dẫn. Hiện toàn tỉnh có 4 ổ dịch sốt xuất huyết, gồm 2 ổ dịch ở thành phố Hải Dương và 2 ổ dịch ở huyện Thanh Hà. Tính từ ngày 9 đến 15 tháng 9, đã ghi nhận 30 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 5 trường hợp so với tuần trước đó. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn ghi nhận một số dịch bệnh truyền nhiễm khác như cúm, tay chân miệng, COVID-19. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, thì nhất là những cái khu vực vừa ngập úng vẫn còn rải rác một số ca bệnh sốt xuất huyết, thì chúng tôi đề nghị với chính quyền địa phương và y tế cơ sở cần sớm triển khai cái việc xử lý môi trường tại không những là trong khuôn viên gia đình cũng như công sở mà cả những nơi công cộng. Đề nghị y tế cơ sở cần tăng cường cái việc giám sát, phát hiện các ổ dịch sốt xuất huyết, nhất là ở những cái nơi mà có ổ dịch sốt xuất cũ ấy, thì không để ổ dịch phát triển và lan rộng. Ngành y tế và các địa phương đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các khu vực có nguy cơ, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Cùng với sự nỗ lực của ngành y tế và chính quyền địa phương, rất cần sự chung tay của mọi người dân trong phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, ngập úng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người và an toàn cho cộng đồng. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Cục Hàng không Việt Nam vừa đưa ra con số chuyến bay khai thác và tỷ lệ cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong 8 tháng của năm nay. Cụ thể, tính bình quân chung tỷ lệ cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không chỉ đạt 74%. Như vậy, số chuyến bay chậm chiếm tỷ lệ khá cao với 26%, tương đương 45.889 chuyến. Để
để phục vụ người dân và du khách lên kế hoạch bay Tết Nguyên đán 2025. Vietjet mở bán sớm 2,6 triệu vé bay trong giai đoạn từ 15 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2 năm 2025, tức 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tý. Theo đó, giá vé bay trên các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Nha Trang, Đà Lạt chỉ từ 890.000 đồng và 1.790.000 đồng đối với các chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng. Vé chiều ngược lại chỉ từ 0 đồng. Vietjet mở bán sớm vé Tết với mong muốn để khách hàng tận hưởng mức giá ưu đãi, thời gian bay thuận tiện cho những hành trình sum họp đầu xuân. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh, còn gọi là Gen AI, là một xu hướng công nghệ đang giành được sự quan tâm lớn trên toàn cầu. Đây là một loại trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc tạo ra nội dung, dữ liệu mới dựa trên dữ liệu hiện có. Theo báo cáo khởi nghiệp Gen AI Asia vừa được công bố, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để trở thành trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo sinh của khu vực. Lợi thế của Việt Nam đến từ số lượng tài năng công nghệ và văn hóa phát triển sản phẩm ngày càng được cải thiện. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của chính phủ và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp là những điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo của Gen AI tại Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, số thu thuế thu nhập cá nhân 8 tháng đạt hơn 82% so với dự toán, tăng tới 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số thuế tăng chủ yếu là nhờ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán sôi động. Cụ thể, tổng số thu lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 129.367 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày, người nộp thuế cá nhân đóng góp khoảng 539 tỷ đồng cho ngân sách. Số thu này vượt số thu thuế thu nhập cá nhân của cả năm 2021 và gấp hơn 2,7 lần số thu thuế này năm 2014. Mua hàng trên mạng, sau đó để địa chỉ nhà hoặc cơ quan, công ty, hẹn người giao hàng gửi hàng ở sảnh, chuyển tiền trước, nhận hàng sau là thói quen của nhiều người. Tưởng sẽ tiện lợi cho bản thân nhưng thói quen này đã tạo cho các đối tượng lừa đảo có những mánh khóe mới để chiếm đoạt tiền. Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo tới người dân về thủ đoạn lừa đảo mới này. Thấy báo có đơn hàng giao online nên người phụ nữ này đã nhờ shipper để trong sảnh cơ quan và chuyển khoản thanh toán. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, đây không phải đơn hàng mà mình đã từng đặt. Đầu dây bên kia shipper cứ gọi điện rồi chửi bới, rồi nói những câu lăng mạ, xong rồi đe dọa đến bản thân tôi. Ví dụ như là đừng có để gặp được hay như nào đấy. Cứ liên tục chửi bới mình và kiểu làm càn ở trước cửa cơ quan đấy. Lúc đấy tôi sợ ảnh hưởng đến cơ quan nơi làm việc của mình nên là cũng đã phải chuyển tiền để trả cho bạn ấy. Tương tự, chị Linh cũng nhận được một cuộc gọi tự xưng là người giao hàng từ một sàn thương mại điện tử. Vừa nghĩ rằng đây đúng là món hàng mình đã mua nên chị đã chuyển tiền ngay và dự định xuống lấy hàng sau. Mình đã đặt ở trên sàn thương mại điện tử nên là mình cũng không hề nghi ngờ gì mà nhận hàng và chuyển khoản luôn. Tuy nhiên khi mà nhận hàng và mở ra thì bên trong lại không đúng với những gì mà mình đã đặt. Sau đó thì mình có check lại trên app thì mới phát hiện ra là sản phẩm của mình vẫn chưa hề được giao đến. Lợi dụng người mua hàng là nhân viên công sở hoặc là người nội trợ thường sống và làm việc tại những khu chung cư, những tòa nhà cao tầng. Những người này thường có thói quen đặt hàng sau đó gửi tại quầy bảo vệ, chuyển tiền trước, nhận hàng sau. Các đối tượng sẽ mạo danh người giao hàng, gọi điện thoại báo người nhận chuyển tiền. Nhưng hàng nhận về lại là hộp rỗng, thậm chí chẳng nhận được bất kỳ gói hàng nào. Đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu mà hành vi đã bị xử phạt hành chính hoặc lừa nhiều người tổng số tiền mà từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với mỗi đơn hàng chiếm đoạt, những đối tượng này có thể chiếm đoạt từ vài chục, vài trăm ngàn cho tới vài triệu đồng. Những người đã mất tiền nhưng vì tâm lý lo ngại phiền phức và số tiền không quá lớn nên đã không trình báo cơ quan công an. Để phòng ngừa thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị người dân khi mua hàng trên các nền tảng mạng xã hội cần chú ý việc kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi chuyển khoản. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về giải chạy VN Express Marathon Amazing Hạ Long 2024, một trong những hệ thống giải chạy có quy mô lớn nhất Việt Nam. Sau khi hoãn tổ chức trong các ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 9 do bão số 3, giải VN Express Marathon Hạ Long 2024 diễn ra vào 2 ngày hôm nay và ngày mai, 21 và 22 tháng 9. Trong đó, sáng nay tổ chức đường chạy full marathon 1.000m với sự tham gia của 1.500 em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi. Sáng mai 22 tháng
tháng 9, 9.000 vận động viên sẽ bước vào đường đua chính thức các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, cung đường bao biển Trần Quốc Nghiệt, đường ven biển Kỳ Quan Hạ Long. Trước đó, trong hôm qua, ban tổ chức mở cửa khu vực phát bít vật phẩm cho các vận động viên, tổng giá trị giải thưởng là hơn 1 tỷ đồng. Bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.